Xin chào các bạn, hôm nay Thanh Long chia sẻ các bạn về công thức tính người mắc phạm vào cung đài là gồm có những người bao nhiêu tuổi. Và cung đài thì nói lên ý nghĩa như thế nào? Hôm nay Thanh Long chia sẻ các bạn, mời các bạn cùng tham khảo. Trước tiên chúng ta phải xác định được tám quẻ càn khảm cấn chấn tốn ly cung đài. Có người thì vẽ lên hình bàn tay để biết cách tính về tám quẻ này. Còn Thanh Long thì thích vẽ một cái vòng tròn để hiện lên bát quái nó dễ tính hơn. Mời các bạn. Ở trên là cung ly, ở dưới là cung khảm, bên trái là cung chấn, bên phải là cung đoài, cung khôn, đây là cung tốn, đây cung cấn, đây cung càn. Đây là sơ đồ của bát quái. Nếu như mình lập cực thì cộng thêm một số là thiên can và địa chi nữa ha, rồi mình bỏ bớt một số cái cung chính là sẽ ra 24 sơn vị. Đây là mình xác lập, đây là sơ đồ bát quái. Thường là bên trắng là đông, đài là thuộc tây, ly là thuộc nam, khảm là thuộc bắc, càn là tây bắc, cấn là đông bắc, khôn là tây nam, tốn là đông nam. Đó mình biết được khi lập cực. Rồi bát quái thì không nói như vậy nữa, mà quy lên cái tuổi của người mắc như thế nào. Có một bạn hỏi bây giờ làm sao mình biết là người thân mình là mắc cung đoài. Thì bây giờ Thanh Long chia sẻ, nếu như người nam giới tính nam và giới tính nữ khác nhau, nam thì chúng ta sẽ khởi xướng 10 tuổi tại cấn, 20, 30, 40, 50, 60, 70 và 80. Đây là những cái tuổi chẵn mà khi hỏi người thân mình mất 60 tuổi là vào cung nào thì mình biết ngay là cung đoài. Người 70 tuổi là cung càn, cung càn. Và người 40 tuổi là cung ly. Thì đây là mình biết người thân mình, người nam giới mất vào 60 tuổi là cung đoài. Rồi những cái tuổi khác là những cái tuổi nào thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Là những người có số tuổi là 15, 24, rồi 33, 42, 51, 60, 68, rồi 77, rồi 86 và 95. Đây là những người nam mắc vào những cái tuổi này đều phạm cung đoài. Rồi chúng ta sẽ đi qua người nữ. Người nữ thì sẽ khác người nam. Nam khởi 10 thuận theo kim đồng hồ, nữ thì khởi 10 tại cung khôn. 10 ly là 20, tốn là 30, chấn là 40, cấn là 50, khảm là 60, càn là 70, đoài là 80. Thì khi nói người nữ là mình biết cái tuổi chẵn vào 80 tuổi là cung đoài. Cung đoài
Thì mình biết đây là cái tuổi chẵn là 80 là tại cung đài, thì bắt đầu mình sẽ tính luôn những cái tuổi lẻ là những người có cái tuổi là 17, 26, 35, 44, 50, 53, 62, 71, 80 và 88 tuổi. Là những người nữ mà mắc vào các số tuổi này đều là phạm cung đài. Và ý nghĩa của cung đài là đoài quy tản tộc hữu trùng vi. Khi người thân chúng ta mắc và phạm cung đài thì chính gia đình mình, người thân của mình sẽ không nhìn mình, gọi là quy tản tộc. Nếu có hội tụ lại là bi ai. Vì vậy mới có câu đoài quy tản tộc hữu trùng bi. À, cho nên nếu mà hóa giải được cung đài này để tự nhiên thì sẽ qua 12 năm. Nếu mà mình rút ngắn hơn để hóa giải thì các bạn nên là đi bố thí phóng sanh. Phóng sanh thì chánh nghiệp an gia trái chủ, là đời thường của mình sát sanh con vật nào thì đời này người thân của mình sẽ tìm những con vật đó, những con vật dòng họ con vật mình sát sanh đó, rồi mình phải phóng sanh lại, tìm cơ hội cứu nó và phóng sanh để cho giảm đi, gọi là oan gia trái chủ. Còn nếu như chúng ta có điều kiện nữa thì mua bất cứ con vật nào mà mình thấy nó chuẩn bị chết đáng thương, cứ mua thả nó đi, và mình thả và bảo đảm sau khi mình thả nó tiếp tục sống. Cái đó là mình được phóng sanh, tạo ra một cái công đức là cái phước thọ mình sẽ tăng lên. Còn nhớ oan gia trái chủ, đời thường mình giết gà giết heo thì phải phóng sanh gà heo thì mới giảm được cái oan gia trái chủ, còn dứt thì chưa chắc ha. Và bố thí gạo thì chúng ta bố thí ở đâu là công đức lớn nhất? Ví dụ chúng ta thấy cái làng của mình được 10 người nghèo, 20 người nghèo, mình thấy thương, đó là do cái sự cảm nhận của mình làm theo cái cảm tính của mình bố thí cho những người đó, thì chúng ta được hưởng phước là người đó thích mình, thương mình. Nhưng mà để bố thí công đức lớn hơn, các bạn nên lấy cái phần quà đó đem vào chùa, các vị sư sẽ bố thí thì mình được công đức cao hơn. Vì sao cao hơn? Mình bố thí chỉ một phần quà, các vị sư bố thí thì vị sư đó thí pháp cho những người nhận cái phần quà đó. Sau khi nhận được phần quà đó, được các sư thí pháp nữa, thì những người khó khăn đó sẽ ngộ ra một chân lý nào đó và sẽ giải thoát được cái vô minh, thì lúc này công đức mới là vô lượng, thì cái người thân của mình chín suối sẽ được giải thoát nhanh hơn. Đó là theo thuyết của nhà Phật. Thì qua bài này mình nói về cung đoài. Bài sau nếu có bạn nào có hỏi cung khác thì mình sẽ chia sẻ cung khác để cho các bạn nắm bắt. Bây giờ Thanh Long mong muốn các bạn nếu thấy kênh hữu ích chia sẻ cho mọi người cùng xem kênh của mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ để Thanh Long tiếp tục duy trì cái kênh của mình. Nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh. Thanh Long xin chào và chúc các bạn luôn luận giải thành công, và xin chào.